Chào mừng các bạn đến với ngành thiết kế đồ họa của Trường Đại học Online, nơi các bạn có thể sáng tạo và tỏa sáng. Các bạn sẽ học được nhiều kỹ năng vẽ và kỹ năng phục vụ cho các lĩnh vực thiết kế quảng cáo, media, truyền thông và một số cái công nghệ phần mềm mà hiện nay rất là ứng dụng tốt trong cái lĩnh vực truyền thông tương tác. Các bạn sẽ học được các kỹ thuật dàn dựng phim ngắn, dàn dựng TVC ở ngành đồ họa truyền thông tương tác. Các bạn sẽ học được các kỹ thuật về minh họa, layout trong dàn trang sách, báo, tạp chí và đặc biệt là nghệ thuật truyền thông quảng cáo trong các bài học đồ án lớn như là poster, nhận diện thương hiệu và hệ thống truyền thông cho các sản phẩm. Khoa mỹ thuật chúng tôi đào tạo thì rõ ràng là có sự khác biệt. Ngành đồ họa chúng tôi có những cái mô hình là cho các em đi nghiên cứu vốn cổ, đi nghiên cứu ở các nơi, ví dụ đi Huế, vẽ ghi chép lại các cái tài liệu đình, đền, chùa. Các em lấy cái tư liệu là truyền thống Việt Nam mình để xây dựng các cái bài học trong hệ thống design, đưa các ý tưởng và có cái chất truyền thống Việt Nam mình đưa vào các sản phẩm. Tôi nghĩ là hiệu quả khi được đi thực tế như vậy thì sẽ được va chạm. Khoa mỹ thuật của chúng tôi đã có nhiều cái hình thức hợp tác từ lâu rồi và chúng tôi càng ngày càng đẩy mạnh. Thời gian vừa rồi thì chúng tôi có liên kết với trường Hàn Đông. Hàn Đông là một trong những trường design rất là nổi tiếng ở tại Hàn Quốc. Ngoài cái chuyện trao đổi giảng viên, sinh viên, chúng tôi đang xây dựng cái hệ thống đào tạo sau đại học đối với thị trường Hàn Đông. Mình thấy ngoài kỹ năng vẽ, ngoài năng khiếu, cái cần thiết nhất là mình phải luôn luôn tìm tòi sáng tạo. Mình có một lối đi riêng, một cái cách nghĩ riêng, mình là một cá thể riêng biệt. Học ngành này thì mình thích nhất là việc vẽ minh họa, tạo cho mình những cảm hứng riêng cho việc phát triển tư duy của mình sau này. Các bạn sinh viên ở Văn Lang có một cái phong cách rất tự tin. Ở đây có một cái môi trường giáo dục để tạo cho từng sinh viên có được cái tự do để phát triển khả năng sáng tạo của mình và cái cách tiếp cận của các bạn cũng thực tế hơn, thì đó là những cái yếu tố rất cần. Cái điểm hài lòng của sinh viên Văn Lang là các bạn có những kỹ năng ngoài bên nghề, như chụp hình, quay phim, viết lời, và các bạn chịu khó, các bạn chăm chỉ và siêng năng. Ở ngoài làm việc thì có rất nhiều cái vị trí để các bạn tham gia, từ vị trí đó là designer cho đến những cái vị trí chuyên sâu như là truyền thông nội bộ cho những nhãn hàng, hoặc là chúng ta sẽ làm họa sĩ vẽ minh họa cho các tạp chí hoặc là truyện tranh, hoặc là vẽ hỗ trợ và trợ lý cho các dự án về media như là dự án TVC và phim quảng cáo hoặc phim hoạt hình. Ngoài ra các bạn còn có thể tham gia được một số lĩnh vực như là thiết kế app ứng dụng thông qua các đồ án như là đồ án thiết kế web và đồ án thiết kế app ứng dụng cho trên các phần mềm Android và iOS. Ngành thiết kế đồ họa của trường Văn Lang đã có kết hợp với lại các một số các doanh nghiệp để đưa ra một loạt các sản phẩm thiết kế của bạn sinh viên. Thứ hai là đối với sản phẩm về truyền thông, chúng tôi kết hợp với những công ty về truyền thông. Chúng tôi cũng có những cái đồ án và những cái môn học hiện đại để làm truyền thông, ví dụ như là dàn dựng phim After Effects Premiere để làm những cái motion clip, hoặc là dùng cái công nghệ stop motion để diễn ra những cái phim hoạt hình phục vụ cho các công ty quảng cáo, các nhãn hàng. Đó là một trong những cái điểm mà chúng tôi đang khai thác và nhắm tới.